Mưa lớn ở miền Trung diễn biến phức tạp. Từ ngày mai, ngày 22 tháng 11, mưa giảm dần ở khu vực Nam Trung Bộ nhưng lại mở rộng ra các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình và kéo dài nhiều ngày. Do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao nên từ đêm qua đến sáng sớm nay, mưa lớn vẫn tiếp tục tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và Tây Nguyên với cường độ phổ biến là mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự báo từ hôm nay đến đêm mai, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn nhất tập trung tại các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ 7 giờ ngày 21 tháng 11 đến 19 giờ ngày 22 tháng 11, từ 70 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nam Bộ thời gian này, mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Bình Định đến Bình Thuận và Tây Nguyên, mưa giảm về cường độ với tổng lượng mưa từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Dự báo từ ngày 23 tháng 11, mưa lớn sẽ giảm ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên lại mở rộng ra các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình. Dự báo từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 11, khu vực này có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh miền Bắc hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ. Dự báo từ đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu lệch đông nên khu vực đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Dự báo từ ngày 23 tháng 11, các tỉnh miền Bắc bước vào một đợt mưa dông kéo dài, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.